Xin chào mừng toàn thể quý vị đã đến với chương trình Thiên đường ẩm thực mùa thứ tư. Chiến thắng. Chương trình. Nơi hội ngộ của những gương mặt không thể quen hơn. Dừng lại. Kim Tử Long, ông hoàng chiếu trò. Ở nhà ba mẹ chị còn chưa là chị ăn gì đâu. Tới tầm giờ chương trình ăn lẻ rồi đúng không? Miếng ăn thì là mọi người. Diệu Di, diễn viên xuất chúng. Anh ơi, Duy Khánh, siêu lén lút. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên bài hát hoài, quên bài hát hoài. Sống cho tình yêu trái tim mình. MTV Boy Band Thanh Xuân. Cùng những gương mặt lần đầu xuất hiện nhưng không hề xa lạ. Sài Gòn Phim dịch danh lồng tiếng, Pha Phim Việt Nam phát hành. Lại đâu? Những phù thủy lồng tiếng lừng danh. Một người phụ nữ sau 15 năm không nấu ăn cho chồng con. Quỳnh Giang lần đầu tiên xuất hiện trên Thiên đường ẩm thực. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một pha bóng rất là đẹp mắt của đội tuyển Việt Nam. Một cú sút của anh Đức dính vô nước mắm. Quỳnh ăn cái gì mà ngon quá vậy? Tặng gì kể ta đi. Biệt đội phát thanh viên truyền hình duyên dáng. Tất cả sẽ tạo nên những khoảnh khắc lầy lội hơn. Máu lửa hơn. Và tinh vi hơn. Nhưng cũng không thể thoát khỏi đôi mắt này. Lục xin nhìn đâu cho ăn. Đón xem Thiên đường ẩm thực mùa thứ tư được phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.